Gia đình ông Kiều Thượng Chất là một trong những hộ trồng na lâu năm của xã Phú Thượng. Theo ông Chất, trước kia đời sống của người dân vô cùng khó khăn, kinh tế chỉ trông vào cây ngô, lạc, đậu. Nhiều người nghĩ vùng núi đá cao khó có thể phát triển loại cây trồng nào. Tuy nhiên, khi đem na vào trồng thử nghiệm thì cây trồng này lại thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, cho quả ngọt, thơm, đặc trưng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Na là một loại cây ăn quả mà tương đối phổ biến và nó lành tính. Cái quả na thì là ở trên thị trường rất là dễ bán. Bây giờ là chúng tôi hầu như là bán ở chợ truyền thống. Thế là những cái lượng quả mà không được đồng đều lắm thì rất dễ bị tư thương ép giá. Thế những người làm mà đơn lẻ thì rất là khó bán, nhưng mà nếu mà có một cái thị trường rộng lớn tiềm năng thì hàng hóa là tiêu thụ một cách dễ dàng. Từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, xã Phú Thượng đã chú trọng mở rộng diện tích cây ăn quả, xem đây là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế địa phương. Xã đã rà soát và quy hoạch lại vùng trồng cây ăn quả, quy hoạch chuyển đổi cây trồng đối với những vùng có điều kiện phát triển cây ăn quả. Kết quả đến nay, diện tích trồng cây ăn quả toàn xã đã tăng từ 22 ha lên 150 ha. Trong thời gian tới thì định hướng của Ủy ban dân xã thì cũng tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân, định hướng là hướng đến bà con nhân dân sản xuất theo cái phương án hữu cơ thì cái giá cả thì nó mới cạnh tranh được, mới đưa ra được thị trường bên ngoài. Mong muốn là các cái cơ quan rồi thì từ tỉnh, huyện, xã tiếp tục đầu tư phân hữu cơ hoặc là có cái chương trình dự án hỗ trợ bà con nhân dân để làm thế nào để thay đổi cái tập quán canh tác cũng như là cái suy nghĩ của bà con đối với lại việc là sản xuất hoa quả hữu cơ. Trồng cây ăn quả là một trong những hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Phú Thượng nói riêng và huyện Võ Nhai nói chung. Vì vậy địa phương đang tiếp tục nhân rộng một số mô hình có chất lượng cao, từ đó từng bước xây dựng thương hiệu vùng trồng cây ăn quả Phú Thượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn.